giờ mình đang ở Chợ Nổi nè, mình chuẩn bị chụp hình nha. Ok. Hôm nay là Túc phải dậy từ 3 giờ sáng để make up và chuẩn bị đồ quần áo nè. Còn đây là ai thì mọi người biết rồi đó. Tú thì có trang trí hoa ở trên cái ghe của mình nữa. Mọi người coi đẹp ghê không? Lúc này là bình minh chưa có lên. Trời ơi, cái cảnh sắc ở đây rất là đẹp luôn. Phải nói là rất thơ mộng luôn á. Chờ bình minh từ từ ló dạng ở trên những cái ngôi nhà cao tầng kia. Trời ơi, sao mà nó đẹp dữ vậy không biết nữa. Tôi nghĩ rằng chụp hình ở đây rất là mới lạ luôn. Không những mọi người chụp hình cưới đâu, mọi người chụp hình couple nè, rồi chụp hình Tết hay chụp hình ngoại cảnh bình thường cũng rất là đẹp luôn á. Chỉ có cực một cái là mọi người phải dậy sớm, trang điểm rồi make up và nhớ thuê ghe nữa nha. Hôm lúc đi chụp hình cưới là có phải thuê ghe nè, rồi thêm hoa cắm nữa. Mấy cái này là mình phải lo đó nha mọi người ơi, chứ nó sẽ không có trong cái gói chụp đâu. Càng đi dần về phía bên trong chợ á, trời ơi, không khí nó nhộn nhịp. Với lại có rất là nhiều khách du lịch luôn. Không những có những khách du lịch ở trong nước mà còn có cả ngoài nước nữa đó mọi người. Cái ánh sáng bình minh á, mọi người thấy không, nó lên hình rất là đẹp luôn ha. Nào giờ á, Tú ít đi xuồng ghe, được dịp đi chụp hình cưới như này nè, mới cảm nhận được cái không khí ở dưới này. Thiệt sự rất là thích, mới lạ nữa đó mọi người. Ở dưới Chợ Nổi thì chủ yếu người ta sẽ có những cái đồ ăn sáng, rồi nước uống nè. Hôm nay thì Tú ăn bún riêu nha. Thưởng thức ngay cái một tô bún riêu ở trên cái ghe. Mà ở trên ghe thì nó chao đảo liên tục, cũng là một cái trải nghiệm thú vị luôn á mọi người. Có mấy bạn nói là ăn chi có một tô rồi dành qua dành lợi chi mất công vậy. Trời ơi, người ta đi chụp hình cưới như vậy mới có hình chứ. Tôi đang ăn thì có khách du lịch đến nước ngoài đi ngang mình nè. Họ rất là phấn khích luôn á mọi người. Còn chúc mừng vô cái đám cưới của Tú nữa đó. Trời ơi, thiệt sự rất là dễ thương luôn. Người nước ngoài thôi, còn người dân địa phương ở đây cũng vậy luôn nữa. Tuy là Tú với họ không có ai biết ai hết trơn á, nhưng mà biết là Tú chụp hình cưới, cái là họ chúc mừng Tú liền luôn. Bởi vậy mọi người có dịp xuống Cần Thơ thì ghé ngay Chợ Nổi nha. Chụp hình cũng đẹp nè, rồi mình khám phá và trải nghiệm những cái món ăn ở đây. Ta nói nó lạ lắm luôn. Một tô bún riêu ở trên bờ và một tô bún riêu ở dưới ghe, mọi người thấy khác biệt ngay à. Mà cảm giác thích cực kỳ luôn. Đó, mọi người thấy không, khách du lịch đi liên tục luôn. Và họ thấy cái hình ảnh chụp đám cưới như thế này nè, họ rất là thích thú luôn á. Vừa chụp vừa dạo chơi á, tầm 8-9 giờ là Tốt xong một cái bộ ảnh thứ nhất rồi. Bây giờ là đi về và thay đồ chuẩn bị cho chụp cái bộ ảnh thứ hai nè. Bộ ảnh thứ hai thì tôi chụp ở Huyền Diễn Trúc Lâm, còn bộ ảnh thứ ba thì tôi chụp ở trong studio. Bộ ảnh thứ tư thì tôi chọn ở ngay cầu Cần Thơ, nơi tôi đang đứng là ở bên bình minh của Vĩnh Long á mọi người. Rất là đẹp và rất là chill luôn á. Mà dạo gần đây á, ở chân cầu Cần Thơ á, hoàng hôn rất là đẹp luôn. Thành ra là có bạn nào muốn ngắm hoàng hôn thì ra đây nha, vừa chill mà vừa mát rồi rất đẹp luôn nữa. Nè nè nè, để tôi cho mọi người xem hoàng hôn nè. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Còn Tú mọi người thấy sao mà cứ lúc nào cũng chạy chạy đúng không? Tại Tú đang bắt trend đó. Cũng làm nhiều clip chạy lắm luôn. Cũng có clip á, là chạy về phía hoàng hôn nữa. Nhưng mà có không có đẹp. Thành ra là Tú không có lấy. Nhưng mà hôm bữa Tú đi chụp hình á, thì ở ven sông có rất là nhiều rác luôn. Nên nếu mọi người có đến đây chơi á, hay là chụp hình á, thì đừng có xả rác xuống đây nha. Cảnh đẹp như vậy mà có rác vô á, nó kỳ kỳ sao đâu đúng không? Thôi như vậy là xong một ngày chụp hình của Tú rồi đó. Bye bye mọi người nha.